trời đẹp xanh như em với anh. Này người yêu em thương mến ơi, anh hãy yêu màu xanh. Mà nước có lỡ duyên ta sao chẳng thẳng, vì em ra đi trước anh. Này người yêu khi anh nhớ em, hãy bước lên trời xanh. Mình đã ước con tim qua phong thư màu xanh, mình đã ước cho duyên đôi ta vẫn hoài xanh. Mà hôm nay sao em ra đi, về trời xanh xa xôi xa xăm em bỏ anh. Này trời xanh có thơ có biết trái tim này, còn than khóc tiếc nhớ em mãi suốt đêm ngày. Làm thế nào cho em hay ta đang mong, mong được có. Xin chào tất cả các bác trở lại với kênh Cam Gmail Hoàng Mai. Ở trước mắt tất cả các bác đây là một model đen cực gấu của Acufei M Pro 5 các bác nhé. Trước mắt tất cả các bác đây là một khuôn mặt cực kỳ dữ dằn trong làng Acufei sân khấu. Đây là Acufei đủ đánh chuyên nghiệp sân khấu các bác nhé. Và rất phù hợp cho những bác nào mà chơi những dòng bô bốt công suất 500W và 4 ohm, có thể 250W ở 8 ohm. Và rất nhiều các bác ưa chuộng những mẫu Acufei cao cấp này. Thì trước đây em cũng đã cung cấp cho một số các bác Acufei Acufei M Pro 5, Pro 10. Và nó là cái khuôn mặt dữ nhất của Acufei là Pro 5, dày dặn và cực gấu luôn. Để cho bác nào muốn chơi những dòng mà gọi là sang chảnh, thì đây là những con Acufei mà các bác có thể không thể bỏ qua. Đó là đến từ đất nước Nhật Bản và một hãng quá nổi tiếng trong đồ high-end. Thì các bác đã quá biết rồi. Và đây là một con Pro, một con sân khấu biểu diễn ca hát. Cho nên là bác nào quan tâm đến cái sản phẩm này thì alo em Cao. Ở thời điểm này khá là hiếm các bác nhá. Acufei này tầm này khá là hiếm. Cho nên bác nào quan tâm đến cái sản phẩm thì hãy alo em Cao để có cái giá tốt nhất. Các bác hãy liên hệ cả em Cao xuất sắc luôn. Giới thiệu nhanh một chút, vừa rồi các bác cũng được nghe cái chất âm mà Acufei Pro 5 đưa ra. Một lần nữa xin cảm ơn tất cả các bác rất nhiều và hẹn gặp lại các bác clip gần nhất. Bác nào quan tâm thì hãy liên hệ em Cao. Xin chào và hẹn gặp lại. Và có thể em gửi nội thất cho tất cả các bác chi tiết hình ảnh để các bác có thể lựa chọn và cũng được nhìn thực tế ruột gan của Pro 5 các bác nhé. Tay đã rơi tay.